R là đánh nơi đánh phun nha anh em nhé. Đấy, kênh 1 đánh súp, 2, 3 là đánh phun. Đấy, đây là cửa sổ làm mát này. Đấy, này giới thiệu anh em một con đẩy khủng. Đấy, chơi cặp phun kép 2 bát 40 từ 2 côn 100. Đấy, một quả súp kép 3 bát 50 từ 2 côn 100 anh em nhé. Đấy, một con đẩy khủng. Đẩy này thì dành cho những không gian rộng này. Đấy, chơi những không gian mở, những quán hát cho nhau nghe. À, sân vườn phòng trà anh em nhé. Đấy, đây là mặt sau của con đẩy CA AT3099 này. Đấy, hai cửa sổ quạt làm mát. Đấy, thì con đẩy này nó thiết kế ba ngõ ra bằng rắc Newtrick anh em nhé. Đấy, ba ngõ ra loa bằng rắc Newtrick này. Đấy, một là súp này, hai ba là phun này. Đấy, đây là ngõ vào nhé. Đấy, ngõ vào. Đấy, ba ngõ vào này. Một là súp này, hai ba là phun này. Đấy, đây là dây nguồn. Đấy, hàng này zin nguyên bản anh em nhé, hàng zin nguyên bản nhé. Đây là một mẫu đẩy siêu khủng này. Đấy, hàng bao zin này. À, đấy, anh em quan sát này. Đấy, kênh CH1 có cái ký hiệu là SV kép là đánh súp. Đấy, CS2 là nó là SN là đánh full này, SR đánh full này. Đấy, đấy, đẩy khủng nha anh em nhé. Con này được thiết kế 64 sò công suất đây, 64 sò anh em nhé. 64 sò, trọng lượng của nó khoảng 37 đến 38 kg. Trọng lượng cân nặng con đẩy này. Đấy, rất là nặng. Đấy, siêu khủng, siêu gấu đây anh em. Đấy. Đấy, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Đấy, 16 trên 16 dưới. Đấy, là 32. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 trên 16 dưới anh em nhé, là 64. Tổng là 64 sò công suất. Đấy, đây là không tính bù áp anh em nhé. Đấy, không tính bù áp. Đấy, có con 8 con bù áp. Đấy. Đấy, nguồn xuyến cực khủng này. Đấy, nguồn xuyến cực khủng. Đấy, cao bằng mặt anh em nhé. Đấy. Đấy, chạy 8 thụ lọc nguồn. Đấy, hàng còn nguyên zin nguyên bản anh em nhé. Đấy, chỉ vệ sinh qua chút thôi. Đấy. Đấy, con này thì chạy sò Toshiba Japan anh em nhé, sò Toshiba Japan. Đấy, mên vỉ nguyên bản hết. Đấy, mên vỉ nguyên bản, không động chạm gì các bác nhé anh em. Đấy, đây những con đẩy ba kênh. Đấy, đẩy siêu khủng này. Đấy, đánh căng đét một cặp full kép mà bát 40 thứ hai côn 100, một quả súp kép bát 50 thứ hai côn 100 anh em nhé. Đấy, thì đẩy bao nguyên zin này, bao nguyên zin bao chất anh em. Đấy, con đẩy này đang có giá đầu tư là 85 anh em nhé. Đấy, giá 85, một con đẩy siêu gấu. Đấy. Đấy, cao bề mặt là 14 cm, chiều sâu của nó khoảng 50 50 58 anh em nhé, chiều sâu là 58. Đấy. Đấy, trọng lượng cân nặng con này khoảng 37 đến 38 kg. Con này siêu chất rồi. Đấy, mạch class anh em nhé. Sò Toshiba Japan. Đấy, rồi ok, 85. Mọi nhu cầu mua sắm các bác anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974 637 646 hoặc 0918 249 265, địa chỉ tại thị tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương.